Những ngày này, xã Cư Bơn, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đi đến đâu không khí trở nên nặng nề. Bởi tại địa phương này, có khá nhiều người tham gia vào vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Ủy ban Nhân dân xã Y Cátu, huyện Cư Cư, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6. Trong đó, Buôn e lóc, nơi đối tượng Y Thô, đối tượng cầm đầu sinh sống, có số lượng người tham gia nhiều nhất. Anh Y Nhấp Ayun, trưởng buôn Y Klok, xã Cư Bơn, cùng với chính quyền địa phương đã vận động được 8 trên 12 người tham gia trong vụ việc đến đầu thú. Trong đó, một trong những người thành khẩn nhất là Y Pheo Niê, 31 tuổi. Chị HN, 30 tuổi, vợ Y Pheo, vài ngày trước đã đưa chồng đến cơ quan công an đầu thú. Chị kể, kinh tế gia đình khó khăn, bản thân chị lại mắc bệnh thiếu máu và tuyến giáp, nên vài năm trước, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ xây cho căn nhà cấp 4. Y Pheo cũng thường xuyên đi làm thuê xa nhà để kiếm tiền nuôi vợ con. Trước ngày xảy ra vụ việc, Y Pheo nói với chị rằng đi làm thuê cho người khác. Đến sáng ngày 11 tháng 6, qua hình ảnh trên mạng xã hội, thấy chồng mình có tham gia vào vụ tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Cư đã khiến chị chết lặng. Lúc này, chị lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng không được. Đến khuya ngày 12 tháng 6, Y Pheo trở về nhà. Chị cho biết chồng chị bị Y Thô dụ dỗ và nghĩ chị đến đập phá các trụ sở. Không ngờ rằng khi đến huyện Cư Cư thì được phát vũ khí yêu cầu làm theo lệnh. Gần nhà Y Pheo là nhà của Y Doanh Ayun, 49 tuổi, đối tượng tham gia trong vụ tấn công vừa đến cơ quan chức năng đầu thú vào ngày 12 tháng 6. Vợ của Y Doanh phải nhập viện vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà chồng mình gây ra. Còn các thành viên trong gia đình cũng không dám ra ngoài vì tủi hổ và sợ người dân dị nghị về hành động vi phạm pháp luật của ba. Con trai Y Doanh cho biết trước khi xảy ra vụ việc ngày 11 tháng 6, ba em có mua về nhà một bao gạo và nói sẽ đi làm ở xa. Đến sáng ngày 11 tháng 6, thấy hình ảnh ba trên mạng xã hội mới biết ông tham gia vụ việc. Đến đêm thì ba em mới trở về nhà. Ba kể, chỉ tham gia lái xe máy trong vụ tấn công chứ không cầm súng giết người. Ba em khóc nhiều lắm, xin lỗi cả gia đình vì đã nhẹ dạ, nghe theo lời kẻ xấu, tham gia vào nhóm tấn công. Hành vi của bố đã quá sai, chính chúng tôi cũng tủi hổ với người thân và xã hội. Mong rằng với sự thành khẩn của ba sẽ hưởng được sự khoan hồng của pháp luật và phần nào sự tha thứ của xã hội. Con trai Y Doanh nghẹn ngào. Theo trưởng buôn Y Klok, hiện nay tại buôn còn 3 đối tượng vẫn chưa về và anh vẫn đang tiếp tục vận động người thân, động viên vận động các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.